Hello Dung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung quay cái video này để review về một ngày làm việc của Dung ở Mỹ. Đó là nghề sửa đồ. Ngoài cái công việc Dung làm YouTube thì Dung còn có cái nghề làm sửa đồ, là sửa quần áo á. Thì đây là Dung đang ngồi ở cái vị trí mà hàng ngày Dung ngồi đây để Dung làm việc. Thì cái công việc của Dung á, trong ngày hôm nay thì Dung đã soạn sẵn rồi. Như cái đống đồ ở trên cái bàn này thì hôm nay phải thực hiện cho xong nè. Cái này là nặng đô nhất nè, 66 đồng cái bao này. Hôm nay Dung phải làm nó. Và cái này là thay dây kéo. Còn đây là cắt lai và khách đặt may một cái túi thêm cho cái quần. Người ta muốn thiết kế thêm một cái túi ở đằng phía trước á. Còn cái này là bữa khác lấy cho nên Dung treo ở đây. Cái đống quần này thì hôm nay cũng phải làm cho xong. Nếu mà trong một ngày mà công việc làm xong ở trên bàn hết á, là để cho ngày mai giao á, thì phải làm luôn cái phần ở dưới này là cho những ngày kế tiếp. Thì ngày nào cũng như vậy á, nó diễn ra như nhau hết. Đây là cái hôm nay á, Dung uống trà xanh. Hôm nay Dung uống đây là nước của Dung uống hôm nay. Hôm nay Dung uống trà xanh, với lại Dung bỏ táo tàu vô nữa. Tại vì cái đậu đen á, Dung rang uống á, nó hết rồi. Dung chưa có ghé chợ Smart để Dung mua. Còn đây là cà phê của cameraman pha mang theo. Còn trong này là cái túi cơm hàng ngày mang theo để ăn. Hôm nay có cà pháo nè, Dung muối cà pháo, rồi canh mùng tơi, rồi thịt gà Dung chiên, thịt gà đùi gà rút xương á, nhỏ nhỏ Dung cắt nhỏ nhỏ ra Dung ấy với bột, giờ Dung chiên, bây giờ Dung bắt đầu làm việc ha. Rồi Dung ngồi đây. Sáng ra tiệm tới giờ thì có hai khách rồi. Khách này là Dung cho mở hàng đầu tiên, Dung sẽ cho người ta lấy trước. Chẳng hạn như buổi sáng đầu ngày mà cái nào đơn giản, chẳng hạn như cắt lai, mình muốn cho cái công việc ngày hôm đó được suôn sẻ thì mình sẽ cho người ta lấy trước. Còn ai mà tới sửa một lần mấy món mà cái thời gian nó lâu thì Dung sẽ hẹn vào một ngày khác để cho khách lấy. Lâu lắm rồi Dung mới quay trở lại quay cái tiệm bé nhỏ của Dung. Tiệm của Dung á, nằm trong làm chung một cái tiệm rất là lớn của người Hàn Quốc. Tiệm của Dung ngang á, từ nào giờ Dung chưa có đo, không biết nó to bao nhiêu. Ai cũng rất là bất ngờ luôn. Hôm nay Dung đo thử nha. Một cái thước dây này là 1,5 m nè. Thì nhắm chừng 1,5 m tới đây nè. Ra đây. Vậy là ngang tiệm của Dung á, là 2,2 m. 2,2 m sâu vô chắc 4,5 m quá. Rồi khởi đập máy lên. Rất là nhiều các cô chú anh chị khi mà biết Dung làm YouTube á, ai cũng thắc mắc hết. Bảo chứ trời ơi, Dung bận đây nguyên ngày, thấy Dung bận á, mà sao Dung làm YouTube giờ nào, ai cũng thắc mắc. Mà sao thấy vẫn có video đăng lên. Thật ra là mình thích làm cái công việc mà mình yêu thích á, thì mình sẽ tự sắp xếp được hết. Không có gì làm khó mình hết. Khi mà mình thích làm cái công việc đó là mình sắp xếp được hết. Cũng có một số anh chị hỏi là cái tiệm Dung nó ở đâu, thì Dung ít để cái địa chỉ lên lắm, hoặc là ít để cái điện thoại lên lắm, vì Dung nghĩ là Dung lấy theo cái địa chỉ của chợ ABC thì cô chú anh chị tìm tới nó sẽ dễ hơn.
thì mình cứ search lên cái map á, là chợ ABC Supermarket Anaheim, Dung ở ngoài mặt tiền đường, nhìn ra cái là thấy parking luôn. Đó là cái tiệm của Dung, rất là dễ nhận ra tại vì Dung làm chung với lại một cái cửa hàng thời trang, rất là dễ tìm. Ở bên này trời lạnh á, cho nên ngày nào Dung cũng có một cái bình nước uống như vậy á, rồi mình rót ra mình uống từ từ á, thì nó đảm bảo cái độ ấm thường xuyên hơn. Mấy bữa nay Dung uống trà với lại táo tàu, trà xanh với lại táo tàu. Dung mời cô chú anh chị uống trà với Dung nha. Uống vậy cái người mình nó ấm. Hôm nay đỡ lạnh rồi, mấy bữa trước rất là lạnh. Mấy bữa trước trời mưa, tuyết rơi quá chừng luôn. Ở đây Dung phân biệt á, cái bao nào mà làm rồi á, thì cái label á, Dung sẽ đưa ra ngoài để mình phân biệt được là cái bao hàng nào mình làm rồi cho khách. Bây giờ làm xong thì Dung sẽ đưa lên cái kệ trên này. Và tiếp theo Dung sẽ thay dây kéo cho cái áo khoác này. Thì cái dây kéo này á, mà cái áo khoác thun này nè, nó sẽ giãn, cho nên trước khi mà mình vô dây kéo mình sẽ may chặn cho nó một đường ha. Dung có rất là nhiều thứ trong cái công việc của Dung. Dung muốn chia sẻ với lại Dung muốn chia sẻ kinh nghiệm sửa đồ. Không biết là cô chú anh chị có muốn Dung chia sẻ trên cái kênh YouTube của Dung thường xuyên không? Thì có gì cho Dung biết, cho Dung ý kiến để Dung biết cái phản hồi như thế nào á, thì Dung sẽ làm. Tại vì Dung nghĩ là một cái kênh YouTube về cái đời sống Mỹ á, mà mình cứ đưa cái công việc mình vô á, thì Dung thấy nó cũng kỳ kỳ. Kênh qua tiện nhân đây thì Dung cho Dung hỏi á, là cô chú anh chị có muốn Dung đưa cái kinh nghiệm về cái công việc của Dung cho mọi người tham khảo không, thì có gì cho Dung biết ha. Dung hai mấy lần thang bao si. Yeah, your hair is already long. Yeah. Thank you, ma'am. Nói là con mai là món là món, con mới làm lưng, cái này làm lưng thôi. Bốn quần này con lấy 7 đồng cái nha Tân. Mày trời ơi, tao mà mày nói chuyện đó tiền chi vậy? Nè, con lấy cái này ra hết ra cho mày. Bốn đúng rồi, 44 Tân ơi. Tháng 3 ngày 2. Tôi 50 luôn. Ờ, ghê vậy. Có gì nữa không biết rồi. À, thứ hai hay thứ ba lấy. À, biết tùy con, có gì con gọi mẹ. Thôi cho con thứ tư, thứ ba nha. Thứ ba ngày 7. Mẹ nhanh không? Con cảm ơn nha. Về nhé con. Dạ dạ. Ăn cái gì, ăn cái gì. Không biết chút rồi. Cảm. Maybe next time when I buy my new pants, I'll come over. Okay, thank you so much. Give me pen, okay? Same no pen, 11. Come on. Yeah. Cho nên cái công việc nó cứ bị gián đoạn á.
Cho nên có những cái mình dự trù là mình sẽ giao trong cái thời gian đó, nhưng mà thực ra nó lại bị gián đoạn bởi mình nhận hàng. Mình đứng lên mình nhận hàng á. Chẳng hạn có những cái món đồ chẳng hạn như cần phải khách thử để mình biết được đó là sửa như thế nào. Tại có những cái món đồ theo cái kinh nghiệm của mình á, may vá của mình á, thì có những cái món đồ á, người ta chẳng hạn như cái ở cái ngực á, hoặc là cái vai, hoặc là cái nói chung là những cái điểm khác mà người ta không có ưng cái chỗ đó, nó bị rộng hay bị chật hay bị cái gì đó, thì mình không có phải là mình sửa ngay đó, mà mình phải sửa cái chỗ khác để nó đẹp hơn, nó hợp lý hơn. Thì mình cần phải biết rõ để mình làm cho khách cho nó chính xác hơn. Thì mình cần khách đó phải thử ngay tại chỗ để cho mình nhìn, chứ không phải là cần sửa chỗ đó là cứ sửa chỗ đó là không có đúng. Nhiều khi nó còn bị sai và nó xấu nữa. Thay dây kéo này là Dung nhận là 20 đồng, thì trừ tiền dây kéo ra thì là công của mình. Thì Dung làm cũng hết chắc khoảng 15 phút đó. Rồi Dung đã may xong cái dây kéo rồi, giờ kéo lên coi nó đều không. Rồi xong rồi cả nhà. Được cái may mắn là cái chất liệu này nó cũng không có giãn lắm. Ok rồi. Ok. Xong. Đã thay dây kéo xong cho cái áo khoác. Bây giờ tới cái món đồ khác. Rồi. Bây giờ mới chính thức Dung khui cái bao đồ để ngày mai giao. Trời ơi. Ngày 3 tháng 3. Hoặc là bên Mỹ là ngày 3 tháng 3. Có nghĩa là ngày 3 Dung làm để ngày 4 Dung giao, là thứ 7 Dung giao cái này. Hôm nay là thứ 6. Cái này cái gì đây? Này 60 đồng. Hai cái kéo tím, hai cái ai quần thay dây kéo, và 6 cái quần cắt lai dài 38.5 inch. Bao kế tiếp này cũng là số 3 nè, là số 4 giao đó, là ngày mai giao. Cái bao này á là cái áo khoác, thì giảm vai và bóp hai bên. Cái áo khoác người Việt mình á, thường thường mua cái style của nước ngoài thì cái vai á, nó hay dư lắm, cho nên nó sẽ giảm cái vai này, đưa cái tay này vô đây và bóp hai bên ngực, bóp hai bên ngực chút xíu. Cái phiếu này là 22 đồng, thứ 7 giao luôn, là cắt lai và hai cái đầm cắt lai và một cái đầm dời cái phần tùng ở dưới á, lên cái, nói chung là cắt cái thân trên để dời cái váy lên cao. Tại vì cái form của người nước ngoài á, thì cái phần ở trên này là từ vai xuống eo nó rất là dài, cho nên người ta hay giảm, ở đây người ta hay giảm cái kiểu đó lắm, để mặc vừa với cái người châu Á mình á. Còn cái bao này cái bao này 42 đồng. Thì cái này á, may màng và quần đen bóp từ đùi xuống lai theo kim cộng với cắt lai, dài quần là 95, đầm sẽ V ở trước. Có nghĩa là cái đầm á, người ta cho đầm cái tùng váy ở dưới á, nó liền tròn, thì người ta muốn xẻ ra, người ta mặc mùa hè cho nên người ta muốn cho nó thoải mái. Bây giờ Dung sẽ để hết lên trên bàn. Cái nào mà đồ nữ Dung sẽ bóc Dung làm trước, vì cái công việc đồ nữ hiện tại bây giờ là Dung làm, còn đồ nam là có ông xã Dung phụ, ông xã Dung làm đồ nam.
trước mắt là vậy. Mai mốt mà mai mốt mà ảnh đi đổi, ảnh đổi công việc khác thì Dung phải cắn đáng hết luôn, ảnh phụ sau giờ làm việc của anh sẽ phụ thêm thôi, chứ trước mắt là Dung chỉ làm đồ nữ thôi. Cái công việc sửa đồ ở Mỹ các bạn, thì mình coi như là mình cái gì mình cũng phải làm, không cứ gì may quần áo, không cứ gì sửa quần áo, mà cái gì mình cũng phải làm hết. Mình biết làm may vá, mình biết sửa nhiều thứ á, thì mình mới đông khách được. Cũng có nhiều người thắc mắc Dung á, là còn trẻ, người ta thắc mắc mấy năm về trước kìa chứ không phải bây giờ, tại giờ người ta quen rồi. Còn trẻ sao không đi học nghề nail, sao không đi làm nail nhiều tiền hơn. Thì Dung cũng biết các anh chị làm nail nhiều tiền lắm, nhưng mà mỗi người có mỗi nghề, mỗi người có mỗi cái yêu thích của mình. Lúc Dung mới qua Mỹ á, Dung mở được tiệm này nè, thì thợ của Dung hay là học trò Dung, Dung không có nhớ nữa. Nó bảo chứ chúc mừng chị làm lại được cái công việc đam mê của chị. Đam mê cũng đúng, tại vì Dung chỉ mê nghề may từ bé thôi. Hồi xưa Dung nghỉ học lớp 10, Dung nghĩ là Dung đã xác định là Dung nghĩ học, Dung sẽ theo học nghề may chứ không có làm bất cứ một cái nghề gì khác. Mặc dù trong cái thời gian làm cái công việc may của mình á, Dung cũng đã có thời điểm Việt Nam cái nghề may sống không được, tại vì cái hàng chợ người ta phát triển mạnh. Thế là thợ may bỏ nghề cũng nhiều, trong đó có Dung. Bỏ nghề làm qua cái mảng áo cưới, trang điểm và cho thuê đồ cưới. Được thời gian Dung cũng quay lại nghề may, tại vì Dung làm cái nghề đó cũng khoảng 5-6 năm gì á, là Dung chán Dung cũng quay lại nghề may. Tại vì Dung nghĩ cái nghề trang điểm với lại cho thuê đồ cưới thì không sao, nhưng mà cái nghề trang điểm á, người ta chỉ cần mình để trang điểm cho họ khi mình còn trẻ thôi. Tại vì khi mà mình lớn tuổi rồi đó, cái nghề của mình nó mai một đi, không có ai mà thuê một bà già lớn tuổi mà trang điểm cho mình hết. Tại vì trang điểm xong là già giống bả sao. Cho nên Dung nghĩ vậy mà Dung bỏ nghề trang điểm và cho thuê đồ cưới, Dung làm về nghề may. Dung suy nghĩ nghề may á 60, 70, 80 vẫn làm được, tại vì cái nghề may á, là cái nghề mà phải nói càng lớn tuổi á, người ta càng tin tưởng mình hơn, tại vì cái đó là cái nó lớn dần theo cái tuổi nghề của mình. Để video sắp tới đi, Dung sẽ quay dành một cái video để Dung giới thiệu về cái áo dài ở chỗ Dung. Dung sẽ tiếp thị cái mẫu mã áo dài, áo bà ba và áo sườn xám. Nếu mà đưa luôn trong cái video này thì Dung sợ nó dài quá. Video này là nói về một ngày làm việc sửa đồ tại tiệm của Dung, và Dung làm những gì, có bao nhiêu khách tới, và cái công việc Dung làm như thế nào.
bảy, quên ngày 7 giao, có nghĩa là thứ ba thì Dung nhận xong, Dung sẽ đánh dấu cái bao ở ngoài này là số 6, có nghĩa là ngày 6 Dung làm. Lâu lắm rồi Dung cũng đọc được cái comment của một khán giả nói là chị ơi, chị comment vô cái clip lâu rồi, Dung chia sẻ về cắt like cho ta, cắt like cho áo khoác á mà tà ngang, thì bạn đó cũng muốn Dung chia sẻ về cái cắt like cho áo khoác mà tà tròn. Nhưng thực ra là Dung đã làm rất là nhiều rồi, nhưng mà Dung nghĩ là cái kênh YouTube của mình á, mà nếu mà chỉ về hướng nghiệp nhiều quá thì có những cái khán giả mà xem để mà giải trí á, thì nó lại không có hợp lý. Cho nên Dung cứ chăn trở, Dung cũng muốn chia sẻ cái nghề của mình cho nhiều người lắm, nhưng mà Dung cứ chăn trở, nếu mà mình cứ post lên những cái hướng nghiệp cho cái kênh của mình á, thì nó lại bị đi theo một cái hướng khác. Mấy cái bánh ăn mấy thảo. Trời ơi, bánh là Việt Nam ăn viền rồi mới xin số phone rồi lại nọ mới mua lại giống vậy đó. À vậy đó hả? Con Ngọc chị. Ngọc hôm nay không đi làm, để mời thứ hai. Thứ hai. À, chiều chị tới nhà em cho chị cái tủ rồi em đưa. Nói cảm ơn chị nha. Thảo này nữa được mua thêm. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Bánh chán với chị Thùy chị Châu. Cái áo đầm Dung làm xong rồi. Giờ Dung làm tới cái quần này. Hello. Hi. Hi, do you do definitely yes. Do you do alteration? Yes. Okay. This one. Yeah, is it whatever? Is this our coffee? Thank you. Bóp ống. Nối eo và may lai. Cái phần sửa như vậy thì bên Dung nhận là 25 đồng cái quần ha, cho cái quần ống địa 25 đồng. Tổng cộng là 18 đồng. Thứ ba lấy giùm em nha. Thứ ba đó được rồi. Ok, thứ ba tới trả chị luôn nha. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mình ăn thôi. Đó, hôm nay Dung mang theo cà pháo, mà Dung không có mang theo mắm tôm, tại vì sợ người ta bỏ chạy. Tương ớt này, cơm đó, cơm của Dung, cơm của cameraman. Cái này Dung mua đùi gà rút xương á, xong rồi Dung cắt nhỏ nhỏ ra, rồi Dung đổ bột vô, Dung trộn á, bột nó có vị sẵn rồi, mặn mặn vừa ăn lắm, ngon lắm. Rồi Dung chiên lên rất là ngon ha. Đây là canh. Còn đây là canh vẫn còn ấm. Canh này là canh mùng tơi. Cũng cái đùi gà rút xương đó Dung cắt nhỏ nhỏ ra, Dung nấu canh. Cơm. Ăn cơm tại bàn máy may luôn. Nhanh gọn lẹ. Mời cả nhà xơi cơm. Cà pháo. Ngon chưa? Lâu lắm mới ăn cái món này anh ha. Ngon.
chua chua, không có mặn. Cà pháo thì vừa ha, không có mặn. Gà, gà tẩm bột chiên. Hello, ăn cơm chưa? Dạ, cơm chị. Tháng này chậm vậy thôi chứ chỗ Dung thì lúc nào khách nó cũng khách cũng đều đều hết. Ở Mỹ á, người ta không có cái khái niệm là trời đánh chắn chánh bữa ăn, có nghĩa là mặc dù mình đang ăn cơm, tại vì mình những cái chỗ nơi khác á thì cái chỗ ăn cơm nó sẽ tách biệt ra, còn mình là ngồi tại chỗ luôn. Và cái bàn nhận quần áo cũng sát bên luôn. Chẳng lẽ người ta tới mình bảo chứ thôi anh chị đi đâu tí quay lại, hoặc là chờ em ăn cơm một chút, thì mình thấy nó không có được. Cho nên mình cho dù đang ăn cơm mình vẫn đứng lên mình nhận hàng, không không có sao hết. Làm chẳng hạn tiệm nail của em Dung á thì có phòng ăn uống riêng, có cửa sau. Còn ở đây là mọi cái sinh hoạt là nó nằm trong này hết. Còn hai cái rồi, ăn cái em cái ngon. Canh mùng tơi. Nhân lì á, hay ăn cơm trưa xong thì cuộc sống Mỹ vội vã. Thực ra không có vội vã. Vội vã hay không là ở mình. Giờ cơm á thì mình ăn cơm mình cứ ăn thôi, nhưng mà theo em thấy vội vã có nghĩa là cái ngành nghề của mình á, sửa đồ thì mình ăn xong, nhưng mà mình ăn hết cơm thì mình dừng. Còn trong cái ngành nail á là nhiều khi tới thân của người này người kia á, nên người ta ăn gấp gáp vội vã thì chắc vậy rồi. Mỗi ngành nghề mỗi khác. Thì Dung thấy những ông cô chú anh chị mà làm trong chợ đi, cái giờ cơm giờ lên một tiếng hay nửa tiếng anh? Tiếng đó thì người ta cũng nghêu ngao, người ta ăn cơm, người ta ngồi, người ta hút thuốc, ăn xong rồi còn ngồi ăn trái cây. Cho nên Dung nghĩ là ở Mỹ không phải cuộc sống vội vã, mà mỗi cái ngành nghề, mỗi cái công việc á nó đặc thù khác nhau, chứ không có vội vã. Video hôm nay á, Dung định quay một ngày làm việc của Dung. Nhưng mà nếu mà thực sự á, mà nếu mà Dung quay hết một ngày làm việc của Dung thì phải nói là rất là dài luôn. Thì cô chú anh chị mà xem thì sẽ chán, tại vì nó kéo dài tới 6-7 tiếng lận. Cho nên thôi Dung quay nửa buổi thôi. Và sắp tới chẳng hạn như có những cái như lúc đầu video Dung cũng nói á, thì nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn Dung chia sẻ về cái kinh nghiệm mà hoặc là cái cách làm đối với cái nghề giống của Dung là cái nghề sửa đồ ở Mỹ á, thì cứ comment ở dưới để Dung có Dung biết được cái gì á, thì Dung sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị xem để tham khảo. Nhất là những cô chú anh chị nào mà sắp định cư qua Mỹ mà đang làm nghề may ở Việt Nam, thì có thể là đó là một cái định hướng hoặc là một cái gì đó gợi ý để cô chú anh chị có thể mau hòa nhập được cái cuộc sống mới của mình ở bên này. Thì video hôm nay Dung cũng xin được
kết thúc tại đây. Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video của Dung, và Dung hẹn video kế tiếp. Nếu mà liên quan tới nghề may cũng được thì Dung sẵn sàng chia sẻ tiếp. Dung xin cảm ơn và xin chào tạm biệt mọi người. Ly trà của Dung ngon quá.